Chỉ muốn làm một người gỗ thôi. Ta không muốn làm hại bất cứ ai. Nhát kiếm này buộc phải do ngươi đâm. Đào hoa quá xứ, phước thảo bất sinh. Cô là Xuân Tam Thập Nương. Chỉ cần ngươi kéo xe cho ta, mấy tờ ngân phiếu này là của ngươi. Con kiến này đã muốn chết thì lão đây sẽ tiễn hắn một đoạn. Đại ca, hôm rồi, giờ để thấy hắn là mắc ói, mau thu phục hắn đi. Được. Mau lên, mau lên. Mau lên nào. Ổn rồi, đi thôi, đi thôi. Quán trà đâu rồi? Giờ nãy còn ở đây mà. Quán trà đang yên đang lành, sao lại nói mất là mất tiêu? Không phải là bị sức mạnh thần kỳ gì đó làm cho biến mất rồi chứ? Tiểu Lục đâu? Tiểu Lục cũng chẳng thấy đâu nữa. Không phải là Tiểu Lục bị sức mạnh thần kỳ làm cho biến mất chứ? Chúng ta cùng nhau xông pha. Đại ca, mau xem đi, mau xem. Đợi đã, đợi đã. Vì tránh thả hắn ra, hắn sẽ càm ràm càng nhăn. Trước tiên hãy làm cho hắn ngất đi thì hơn. Mau lên, mau lên. Hờm hờm rồi đó. Nào, nào, nào. Con kiến đáng chết. Con kiến đáng chết này. Sao lại là con cóc thối tha ngươi chứ? Con kiến chết tiệt đó đúng là may mắn mà. Thế này còn không bắt được hắn, uổng công sức nửa ngày trời. Tôn Ngộ Không, người đi theo ta đi, đại sư đang tìm ngươi. Cô bỏ tay ra cho ta. Hiền đệ à, không bắt được Đường Tăng, chúng ta nghĩ cách khác. Để đừng chán nản bỏ cuộc, hiền đệ, để nghĩ ra một diệu kế khiến cho Đường Tăng tự chui đầu vào rõ rồi. Diệu kế khiến hắn tự chui đầu vào rõ hả? Diệu kế gì vậy? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đệ tử của ta, đệ tử của ta, đệ tử, đệ tử của ta. Đệ tử đâu? Nào, ăn chuối đi, ăn chuối đi. Nào nào, được không? Ngộ Không, sao con lại ở đây? Sư phụ nhớ con lắm đó. Sư phụ tìm con khổ sở lắm đó. Lại đây, lại đây. Chúng ta tiếp tục đi Tây Phương thỉnh kinh đi. Tay quả chuối nhà ngươi, ngươi mà còn lắm lời với ta, ngươi sẽ giống như trái chuối này, bị ta bẻ gãy. Ngộ Không, sư phụ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có lãng phí đồ ăn. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục đây? Con muốn bẻ gãy di sư không phải là không thể, nhưng sau khi con bẻ gãy di sư, con phải tiếp tục đi về Tây Phương thỉnh được chân kinh. Nhưng trước khi con bẻ gãy ta, có thể cho di sư niệm thêm một lần Ba Nhược Ba La Mật Tâm Kinh không? Sao người lắm lời vậy chứ? Ăn chuối đi nào. Người biết cái gì gọi là thiện hay không? Vậy thì đừng có phí lời nữa, cẩn thận ta đánh chết người đó. Ngộ Không à, nếu con không muốn nghe ta giảng kinh Phật, sư phụ sẽ nói một đạo lý ở Tây Vực cho con nghe nha. Khi có người đánh vào nửa mặt bên trái của con thì đừng có tức giận, hãy giơ nửa mặt bên phải ra, vì tình yêu có thể cảm hóa mọi thứ. Sư phụ bằng lòng đem nửa mặt bên trái và bên phải của mình, tay trái và tay phải, tim gan phèo phổi cho con hết. Chỉ cần con có thể cảm nhận được tình thương, biết cốt lõi của chuyện đến Tây Phương, sư phụ có chết cũng được nhắm mắt rồi. Đừng đánh vào mặt, đừng có đánh vào mông, đừng đánh vào chân, đừng đánh vào tay, đừng đánh vào mặt. Hiền đệ à, đây là binh khí gì vậy?
đồ gia dụng thường ngày, sứ sát thương đứng đầu bảng, vũ khí sát nhân Dương Trung Cấp lấy mạng Tam Thiên, cầm đi làm đi. Đúng rồi, sao đại biết ta bảo thuộc hạ ở bên ngoài hàm ý tuyên truyền rằng Thiềm Thử Tinh bị bắt, hắn nhất định sẽ biết Diên Đơn đáng chết đó có thể dễ dàng tha cho đệ sao? Chắc chắn sẽ đi khắp nơi nghe ngóng. Không hổ là sư đồ, vẫn là đệ hiểu hắn nhất. Con kiến chết tiệt này muốn độ quá đệ, chỉ có bẻ nát đúng không? Chỉ có ăn thôi. Sư phụ không chỉ muốn độ quá con, sư phụ còn muốn giảng một đạo lý cho con nghe. Suốt dọc đường chúng ta đến Tây Phương thỉnh kinh, sao lại hiểm nguy trùng trùng? Đều là vì chân kinh mà chúng ta thỉnh được, có thể thấm nhuần dạng thế, tạo phước cho dân chúng. Lấy mạng ngươi Tam Thiên. Quả là yên tĩnh đó. Lấy mạng người Tam Thiên quả nhiên là phi phàm. Đương nhiên rồi, không phải hàng dớ dẫn đâu. Hiền đệ à, ta có một ý hay này. Nói đi nào, chúng ta phát thiệp mời, mời các yêu quần trong thiên hạ đến cùng chia sẻ yến tiệc thịt đường tăng. Cái gì? Nói là nói vậy, chủ yếu là hai ta ăn thịt, còn bọn chúng là cho náo nhiệt mà thôi. Được đó, vậy thì chúng ta hãy tổ chức một buổi yến tiệc linh đình, triều người đám thần tiên đó xem sao. Được. Đừng có thử nữa, vô dụng mà thôi. Ngươi muốn làm gì đây? Ta đến thăm cô đó. Nhà lao này lớn như vậy, một mình cô ở đây chắc là chán. Ta chỉ cần không nhìn thấy ngươi là ta không thấy chán rồi. Không nói vậy được đâu, nói vậy làm tổn thương người ta lắm. Mà cô biết không, ở một mình luôn dễ cảm thấy cô đơn, nhất là trong không gian rộng rãi, đêm dài đằng đẵng. Tiểu Hà, ta lo lắng cô không ngủ ngon được. Ngươi làm gì vậy? Yên tâm, Tình Điên Đại Thánh ta sẽ không đường đột mạo phạm gia nhân đâu. Thật ra hôm nay ta đến đây là muốn báo cho cô hay một tin tốt. Ta đã tìm một người bạn cho cô rồi. Thấy ta tận tâm không? Cái gì? Ta giúp cô thực hiện một điều ước. Ngươi tìm được đường tăng rồi sao? Thế mới nói là cô thông minh. Cô nghĩ xem, ban đầu ta không phải Tôn Ngộ Không, cô nhìn một cái là nhận ra quả là thông minh. Nhưng mà đáng tiếc, cô cứ đem lòng yêu cái gã vô dụng đó. Suýt nữa thì quên mất, ta đến là để báo cho cô hay một tin tốt. Cô biết không, ta và Ngưu Ca Ca đã bàn bạc xong rồi. Bọn ta chuẩn bị phát thiệp mời khắp nơi, mời các chúng yêu lớn nhỏ trong thiên hạ cùng đến tham dự yến tiệc thịt đường tăng. Đến lúc đó, ca ca cô là ta đây sẽ trở thành Tôn Ngộ Không. Chúc mừng cô sắp có thể gặp Tôn Ngộ Không rồi. Nè, có phải rất muốn biết nguyên lý thiết kế của nhà lao này không? Vậy thì cô chỉ đành đi hỏi Thái Thượng Lão Quân thôi. Chúc cô thành công. Năm trăm năm sau, nhìn thấy không hả? Kim đỉnh, mỗi ngày ta kiếm một cái, hai ngày hai cái, ba ngày là ta có thể kiếm được bốn cái. Bốn ngày sau, biết đâu chừng ta có thể chuộc lại khế ước đất của nhà ta. Ta hỏi cô có toàn mỹ hay không? Toàn mỹ. Vậy thì chúng ta hãy làm vậy đi. Ta nói cho ngươi biết, sau khi trời sáng, nếu ngươi đi chậm một khắc thì ta giết chết cả nhà của ngươi. Nghe rõ chưa? Ta nói đùa thôi mà. Sao cô cứ muốn đánh giết vậy chứ? Giúp ta với. Bệnh nặng, cầu xin người hảo tâm cho tiền cứu mẹ. Người hảo tâm mà, giúp ta với. Ta không có tiền. Đa tạ. Hai người tranh nhau cái gì vậy?
Đây là tiền ta đi chuộc đất về. Ta thật sự không thể cho ngươi được đâu. Mẹ ta lâm bệnh nặng, ta bán hết gia sản cũng đủ gom tiền mua thảo dược. Giờ còn thiếu một pho thuốc vẫn đắt vô cùng. Nếu không có nó, mẹ ta sắp chết rồi. Cha ta qua đời sớm, mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta trưởng thành. Từ nhỏ ta ăn thịt, còn mẹ ngậm xương. Ta ăn bánh bao thì mẹ hấp cháo. Ta ăn cá thì mẹ ăn đầu. Cha ngươi cũng thích ăn đầu cá hả? Cha ta cũng thích ăn đầu cá đó. Đó là cha ngươi cố tình nói vậy thôi. Cha ta gạt ta, nói ông ấy thích ăn đầu cá. Ngươi nói tiếp đi nào. Ta không chỉ chưa báo đáp ân tình của bà, bây giờ còn chẳng thể cứu nổi mạng của bà nữa. Nếu bà qua đời thì ta sẽ đi theo bà. Vậy ngươi cứ thông thả chết đi, không tiễn đâu, đi thôi nào. Sao cô có thể như vậy được chứ? Cô nhìn người ta đi, tuy tướng mạo không tuấn tú như ta, khí chất cũng không tuyệt bằng ta, xấu xí, chữ viết cũng xấu, mọi thứ đều không bằng ta, nhưng mà hắn hiếu thảo giống ta. Ta ở chỗ của ngươi, bản phất như nhìn thấy cái bóng của chính bản thân mình. Nếu ta không cứu ngươi thì cũng đồng nghĩa ta không cứu lấy cả mẹ ta. Ngươi có biết không? Cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đa tạ huynh, đa tạ huynh. Đại ca đi thông thả nha. Xin hãy bố thí cho dài đồng, cho chút đi, cho chút đại ca. Đúng đó, huynh bố thí đi, cho ta một ít đi. Tại sao kẻ đáng thương trong thiên hạ đều ở đây hết cả vậy? Đúng đó, bọn ta đáng thương lắm, huynh tốt bụng nhất. Đó là vì ngươi ngu thôi. Vậy sao? Cho ít tiền đi nào đại ca, cho chút đỉnh đi, cho dài đồng đi nào. Chẳng phải các ngươi thê thảm lắm sao? Vừa nãy còn nói chết cả nhà, ta sẽ cho các ngươi chết sạch cả. Các ngươi đi đâu vậy? Làm gì vậy hả? Đi tìm tên lừa đảo đó tính sổ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Mẹ ơi, đã bảo hắn là tên lừa đảo rồi mà. Đừng có đuổi theo nữa. Hắn cầm theo thuốc, sao có thể là lừa đảo chứ? Vậy chúng ta vào trong xem đi. Đi theo ta. Mẹ ơi, con tìm được thuốc dẫn rồi. Lát nữa uống xong mẹ sẽ đỡ ngay. Nhìn thấy chưa? Thấy chưa hả? Không hề gạt chúng ta. Ai bảo ngươi nhìn hắn? Nhìn trên bàn đi kìa. Trên bàn còn có nhiều thuốc dẫn như vậy. Chúng ta đem chúng bán đi, còn có thể cứu vãn lại chút ít tiền. Thôi đi, ta không cần tiền nữa đâu. Thế này đi, đừng đi nữa mà. Vì sao vậy chứ? Sao ngày mai chính là đến kỳ hạn cuối cùng 3 ngày của chúng ta rồi. Không có tiền sao ngươi cứu được cha mình? Ta đường đường ban chủ của ban phủ đầu, trước nay đều đi cướp. Nhà này xui xẻo như vậy, nhỡ đến lúc đó ta lại trúng độc mắc bệnh gì đó, không đáng đâu. Không thèm tiền nữa, cứng họng nhưng lại mềm lòng. Muốn cứu mẹ của người khác lại không cứu cha của chính mình. Mẹ, mẹ sao vậy? Cô à, sao cô lại đến đây? Sao ta không được đến đây? Cô làm gì mẹ ta vậy? Dọa cho chết thôi. Cô, dù gì bà ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Ta làm vậy là giúp bà ấy sớm được giải thoát. Ta khó khăn lắm mới tìm được thuốc dẫn, tưởng mẹ ta được cứu rồi. Cô làm vậy, cô là đồ giết người. Dừng tay lại. Đại ca, kiếm ở đây nè. Nếu huynh muốn cứu ta thì đến trước mặt ta đi nào. Không cần đâu, ta đứng đây nhìn thấy rất là rõ. Được rồi, dù gì mẹ ngươi giờ đã chết rồi. Giờ ta trông chừng hắn. Ngươi cầm thuốc dẫn đi đổi lấy tiền đi. Chuyện thừa lúc người khác lâm nguy mà hưởng lợi ta không làm được đâu. Rốt cuộc ngươi có đi hay không hả? Có gì từ từ nói nào. Huynh làm gì vậy? Ngươi làm gì hả? Huynh làm gì vậy? Thả mẹ ta ra. Có phiền không hả?
Huynh à, đừng mà. Ngựa chết coi như ngựa sống mà trị. Cả đời này ta chưa từng làm qua chuyện gì khiến cha mẹ ta tự hào. Cứu một mạng người cũng coi như họ có chút thể diện rồi. Huynh đừng làm vậy. Huynh thả mẹ ta ra đi. Ngươi đừng có kéo mà. Mẹ à, mẹ tỉnh rồi sao? Thấy chưa hả? Đa tạ. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Chuyện nhỏ thôi. Đa tạ. Đa tạ ân nhân. Ân nhân à, ân nhân. Đa tạ ân nhân. Đa tạ cái gì? Chuyện giặt thôi. Nếu được thì hãy gửi một lá cờ đến nhà ta. Đa tạ ân nhân. Đa tạ ân nhân. Ngươi đi chậm thôi mà. Ngươi sao vậy? Sao lại không dám nhìn ta? Cô đẹp quá. Ta sợ ta không kiềm chế nổi. Vậy bây giờ ta hiện chân thân cho ngươi xem nha. Đừng đừng, ta còn xin cô đó. Tuyệt đối đừng mà. Ta xoay người lại là được chứ gì. Có cần khoa trương như vậy không? Nhớ cha ta mà thôi. Chỉ là tiền thôi mà. Ta nghĩ cách cho. Còn nữa, người có dự định gì chứ hả? Mua con cá về nấu cho cha ta ăn. Nhớ bỏ ít muối thôi. Là kho hay hấp đây? Cá tráng lên thì không tốt cho sức khỏe. Cô thấy đúng không? Nào, lại đây xem đi nào. Tinh Tinh à, cô đi đâu rồi Tinh Tinh? Có tình có nghĩa thế này. Xem ra ngươi quả thật không phải con khỉ thối tha đó. Ngươi đi cứu cha ngươi đi. Ta tự đi trả thù. Tam Đương Gia, ngài thấy thịt này có phải là có độc không? Không dám chắc chắn, nhưng nhìn như có chút vấn đề. Nhưng nếu manh động đưa ra kết luận cũng không tốt cho lắm đâu. Nè, ngươi nếm thử xem. Ta là dân hồi. Ta ăn chay hả? Ta tăng xong không được ăn thịt. Không phải các ngươi đều không ăn thì để ta ăn. Đúng 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 đúng. Tam Đương Gia mưu kế hay đó. Tam Đương Gia gan dạ ghê. Tam Đương Gia giỏi đó. Có gì to tát đâu. Tam Đương Gia, Tam Đương Gia, Tam Đương Gia, Tam Đương Gia, có độc. Chuyện này quả nhiên là lợn có vấn đề. Đúng đó. Xem ra hình như là dịch bệnh lợn rồi. Dịch bệnh lợn sao? Không phải chứ. Liệu có truyền nhiễm cho Tam Đương Gia không? Nhị Đương Gia, Nhị Đương Gia, Nhị Đương Gia, Nhị Đương Gia, không sao chứ? Chuyện gì vậy? Ồn ào quá đi. Nhị Đương Gia không sao là tốt rồi. Ngươi, ngươi, ngươi. Chuyện này. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta cái khỉ ngươi đó. Màu da của ngươi khỏe mạnh ghê. Cái gì? Nhị Đương Gia bị truyền nhiễm rồi. Chuyện này, dịch bệnh lợn sẽ truyền nhiễm, phải làm sao đây? Ta làm sơn tạc xong còn muốn làm thư sinh nữa. Ta không thể bị truyền nhiễm được đâu. Đen như vậy, tối qua đi đường ban đêm bị kẻ khác. Được rồi, lợn giết sạch đi. Còn Nhị Đương Gia thì sao? Hắn sớm đã không còn là Nhị Đương Gia của các ngươi. Hắn bị yêu quái dụ hoặc. Bây giờ hắn là gian tế. Ý của ngài là... Đi thôi, đi thôi. Đi thôi nào. Nhị Đương Gia, ta là bất đắc dĩ. Ban chủ bảo ta chăm sóc cho ban phủ đầu. Sau này vào ngày này hàng năm, ta sẽ bái tế ngươi. Không, đốt vàng cho ngươi.
Các ngươi cầm mấy thứ dớ dẫn này làm cái gì? Chăn bông. Ta làm cho hắn ngạt chết. Bánh bao. Ta làm cho hắn nghẹt chết. Chiên. Làm hắn phiền chết. Rượu. Làm hắn sai chết. Giết người phải dùng đao, rìu và búa. Kẻ phản đồ bây giờ bị yêu quái dụ hoặc, còn bị bệnh dịch từ lợn sẽ truyền nhiễm cho chúng ta. Thời đại này lợn còn đáng tin hơn huynh đệ nữa. Xem còn cách nào khác hay không. Ta cũng thấy cứ chém giết không hợp với tác phong sơn tặc chúng ta. Đúng đó, bệnh dịch từ lợn mà, là lợn bị bệnh đó. Con người bị bệnh còn có thể trị, vì sao con lợn bị bệnh không thể trị, đúng không nào? Nghĩ xem, xem có cách nào trị bệnh dịch ở lợn không. Ai nghĩ ra thì sẽ được thưởng. Mẹ à, con đã mua cá về cho cha con đây. Cha, con còn có chuyện chưa tính sổ với cha. Vừa nãy con gặp được một người. Người đó nói với con, nói cha thích ăn đầu cá là gạt người. Cha làm con rất là bị động. Hình như con rất là bất hiếu vậy đó. Bên ngoài nhiều cá như vậy, coi như là con bù đắp cho cha nha. Cha, nhà có thể mất, tiền hết rồi thì có thể kiếm lại. Còn con ở đây mà. Cha dậy đi. Cha, con đi nấu cá trước đây mẹ. Tiên dược có thể cải tử hoàn sinh, cho cha ngươi uống đi có thể hồi phục hoàn toàn đó. Châu báu có thể bán được ít tiền, sau khi chuộc đất về thì sống cho tốt đi nào. Ai đang nói vậy? Mẹ ơi, cha được cứu rồi. Cha, mẹ à, con làm gì vậy? Khế ước đất đai con đã chuộc lại rồi nè. Sau đó ở đây còn lại một ít năng lượng, có lẽ đủ cho cha mẹ tiêu một thời gian. Có thể lần nữa thấy được nụ cười của cha, con vui lắm đó. Chỉ là con là đại dương của Ngũ Nhạc Sơn, con không thể bỏ lại không lo các huynh đệ của con, cho nên con phải về. Đợi con xử lý xong chuyện ở Sơn Trang, đến lúc đó con về đón hai người cùng lên núi ở. Đại dương khỉ gì chứ, mau cưới con dâu về cho mẹ mới là điều quan trọng đó. Sao lại thẳng thừng như vậy chứ mẹ? Lần này cũng may nhờ có Tinh Tinh cô nương đã giúp đỡ con trong lúc con còn giúp đỡ nhất. Con thấy cô ấy vẫn là yêu con. Ăn trước đi, con đói quá. Đợi đã, con trai à, đường xá xa xôi lắm đó, phải ăn ngon vào. Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo nha. Còn đó, trên đường nhiều xe con lấy, chú ý giữ an toàn nào. Đi đi, đi đi nào. Tinh Tinh à, ta đến đây nào.
cả đám người các ngươi muốn làm cái gì vậy hả? Sao lại trói ta lại chứ? Mau thả ta ra. Nhị đương gia, ngươi bị yêu quái mê hoặc rồi. Các huynh đệ bọn ta giúp ngươi trừ ma thôi. Tam đương gia, còn chưa bắt đầu thử mà đã có phản ứng rồi kìa. Đúng 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 đúng, có phản ứng rồi. Đúng đó, có phản ứng rồi. Đúng đó. Mùi gì vậy? Thơm ghê. Đúng đó, thơm quá. Ta cũng thấy hơi thơm thơm. Mùi gì vậy? Thơm quá đi, ta còn thấy hơi nóng nữa. Nóng sao? Cháy kìa, cháy rồi, cháy rồi. Mau lên, mau lên, mau lên, dập lửa đi nào. Đám phản đồ các ngươi, lại dám phóng quả thiêu ta. Mau thả ta ra đi, ta giết chết các ngươi. Ta không ra ngoài thì tưởng là con mèo bệnh. Mèo bệnh à, bây giờ ngươi là lợn bị bệnh đó. Nhị đương gia, ngươi bị yêu quái khống chế rồi, muốn ám toán các huynh đệ bọn ta. Các huynh đệ bọn ta dùng đức báo quán. Ngươi chẳng muốn nói gì sao? Nói cái đùi nhà ngươi, thả ta ra. Được, đã như vậy rồi, các huynh đệ sẽ không khách sáo nữa, không nhân từ nữa. Nhị đương gia, trên đường hoàng tuyền, hãy tự lo liệu đi. Ngươi muốn làm gì vậy? Tam đương gia không sao chứ? Đứng lên đi nào. Chủ nhân, chúng dùng quả thiêu ta kìa. Các người dám động vào người của ta mà không hỏi xem Tam thập niên ta có đồng ý hay không? Vừa rồi ai dùng lửa đốt ta đây hả? Là ai? Là ngươi. Còn không nấp sau lưng ta ra đây muốn chết hả? Là ngươi sao? Ta nói rồi, muốn giết người của ta phải được sự đồng ý của ta, nghe rõ chưa? Ta là người của cô rồi hả? Tránh ra đi nào, đừng trách ta không nhắc cô. Giờ hắn mắc bệnh rồi, giờ hắn chạm vào cô rồi, hắn, cô sẽ chết đó. Hắn trúng pháp thuật của ta, sao có thể hại ta được chứ? Pháp thuật? Ta trúng pháp thuật của cô sao? Ngươi không biết sao? Ta trúng pháp thuật của cô. Nhìn xem, tránh ra đi. Vai cô đen cả rồi kìa. Trúng độc rồi, nhìn đi nào. Lũ ngu xuẩn nhà các ngươi. Cái gì mà đen hả? Ta không thèm nhìn gương mặt ngu xuẩn này nữa. Rửa sạch nhỏ trên mặt hắn đi nào. Còn không mau cút đi. Ai muốn đánh với ta nào? Thịt của ta hình như chín rồi. Ta đi xem đây. Tam đương gia, ta đi đun nước tắm cho ngài. Ta đi bổ củi. Hình như trời sắp mưa rồi. Về nhà thu quần áo thôi, đi thôi, đi thôi. Thu quần áo đi nào, đi thôi nào. Đi 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 đi. Còn không mau cút đi. Con khỉ thối này, nếu người trọng tình trọng nghĩa bằng một nửa Chi Tôn Bảo, chúng ta cũng sẽ không đến bước đường ngày hôm nay. Gả cho ta đi nào, ta yêu cô. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta mới biết bản thân mình thực sự cần cái gì. Điều ta cần là người phụ nữ chu đáo, trưởng thành và thông minh. Tinh Tinh à, Tinh Tinh, người đến làm gì vậy? Ta đến để cảm ơn cô. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn cô vì đã thích ta như vậy. Ngươi còn nói năng linh tinh, ta không khách sáo với ngươi. Cô xem, rõ ràng cô có thể không khách sáo với ta luôn, nhưng cô vẫn khách sáo với ta đó thôi. Cô còn nói không thích ta sao hả? Ta không thích ngươi đó. Hôm qua là ta đại từ đại bi nên mới bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi cứ như vậy, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Ta xin cô tuyệt đối đừng bỏ qua cho ta mà. Hai chúng ta ở cạnh nhau phải đồng tâm hiệp lực. Cô giúp ta sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ ta. Ta sẽ cùng cô đi tìm con khỉ chết tiệt đó. Ta không sắp xếp gì giúp cha mẹ ngươi cả. Làm việc tốt không lưu danh. Ta thấy cô thích ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Cùng cô đi tìm con khỉ chết tiệt đó. Lột da của hắn ra, rút hết gân của hắn, ăn thịt của hắn. Chỉ cần cô vui là được rồi. Nhưng mà cô có thể nói ta biết làm sao để tìm hắn không? Người thực sự muốn giúp ta sao? Đúng rồi.
500 năm trước, con khỉ thối đó luôn muốn ăn thịt Đường Tăng. Nếu có thể tìm thấy Đường Tăng, nhất định có thể dụ hắn ra. 500 năm trước. Nào nào nào, cạn đi, cạn. Huynh đệ chúng ta đi một phát nào. Đi thôi. Đi đi đi. Vị huynh đệ này, người luôn dẫu cái mỏ lên, có mệt không hả? Có phải người không vui không hả? Không vui thì nói với ta đi nào. Thật ra ta có thể cho ngươi lời khuyên. Các huynh đệ, yêu giới của ta, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây là để lột da của hắn, rút xương của hắn, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Tất cả chúng ta sẽ trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão. Đại ca à, hiền đệ à, sau khi ta với đệ ăn thịt Đường Tăng thì có thể trường sinh bất lão, pháp lực tăng cao, đệ có thể thay Tôn Ngộ Không trở thành Tề Thiên Đại Thánh thật sự rồi. Chuyện này thì phải nhờ phúc của Ngưu ca ca. Đợi sau khi ta làm Tề Thiên Đại Thánh, tiểu yêu tinh của Hoa Quả Sơn sẽ để cho Ngưu ca ca chọn hết. Nói lời giữ lời dĩ nhiên rồi. Các vị đại ca, ăn thịt của ta thực sự không trường sinh bất lão được đâu. Phải ăn tim của ta mới được. Nhưng tim của Bần Tăng quá nhỏ. Một tim chỉ đủ một người ăn thôi. Mọi người nhiều như vậy có đủ chi hay không đây? Nếu nhỡ mà ăn thịt của ta mà không trường sinh bất lão thì có phải là Bần Tăng lừa các ngươi hay không? Người xuất gia không được nói dối. Ăn thịt của ta thực sự không trường sinh bất lão đâu. Nào 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 nào, uống rượu uống rượu. Nào 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 nào, ta kính huynh, ta kính đệ. Nào 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 nào. Mau chạy đi nào. Đi 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 đi. Đi mau đi mau. Sao lại đánh nhau rồi? Bọn họ không phải huynh đệ tốt sao? Nhanh lên nào. Mau chạy đi, nhanh lên. Mau trốn đi nào. Mau lên, nhanh lên, nhanh lên, bên kia, mau chạy đi. Đến kim cơ bổng ngươi cũng không có, còn muốn làm Tôn Ngộ Không, không biết chừng hả? Ta có lòng tốt cho ngươi ăn thịt Đường Tăng, không ngờ ngươi lấy ơn báo oán. Được thôi, để ta móc mắt của ngươi ra ngâm rượu ăn. Trái tim của Đường Tăng là của ta, chưa ra ăn đi, nằm mơ. Mau chạy đi nào. Xem ra hôm nay không ăn được thịt Đường Tăng rồi. Phải làm sao đây? Giữ mạng quan trọng. Giữ mạng quan trọng, chúng ta mau chạy thôi. Đi thôi nào. Dĩ hòa di quý đi. Vị huynh đệ này, không biết cậu gia nhập xã đoàn bao lâu rồi? Đại ca của cậu đối tốt với cậu không hả? Phúc lợi có cao hay là không? Có lương hay là không? Có kỳ nghỉ năm không? Đại ca cậu có giúp cậu tìm bạn gái hay không? Trong người cậu cũng có vẻ dễ dàng. Có lẽ đã là đường chủ rồi. Vậy huynh đệ thuộc hạ có nghe lời cậu không hả? Nếu đã là đường chủ rồi, hôm nay ăn ta cậu có phần hay không? Ngày long trọng thế này, cha mẹ có tới hay không? Người nhà có tốt hay không? Nếu vẫn chưa thành thân, ta có thể giới thiệu cho cậu một nữ yêu hiền lành. Cậu khó chịu sao hả? Cậu đừng như vậy mà. Thịt của ta có lẽ là rất là ngon. Phần đùi có vẻ sẽ mềm hơn. Phần bắp hơi cứng một chút, nhưng mà dễ rất là răng. Cậu vẫn ổn chứ hả? Có cần ta đưa cậu đi gặp đại phu? Hình như sức khỏe cậu cũng khó chịu lắm hả? Cậu cũng không thoải mái hay sao? Sao trong nhà lao lại yên tĩnh như vậy? Đường Tăng bị họ lôi ra ngoài, đương nhiên là yên tĩnh rồi. Con khỉ chết tiệt này dám bắn tên độc vào chúng ta. Giờ biết hắn độc ác rồi. Hồi đầu ta khuyên cô thế nào cũng không chịu nghe lời của ta, còn yêu đến chết đi sống lại. Cứ nói giống như mình chưa từng rung động vậy đó. Cũng không biết là ai lúc đầu muốn chạy trốn với hắn.
Bạch Tinh Tinh, ngồi xong chưa? Ta chưa xong, sao nào? Không phải đã nói rồi sao? Hôm nay chúng ta không ai được nhắc đến con khỉ thối đó cả. Ta không nhắc, muội cũng đừng có nhắc nữa. Quên mất hôm nay chúng ta tới đây làm gì rồi sao? Chúng ta đến là để hỏi Thanh Hà sư bá, người phụ nữ điên đó. Rõ ràng là chúng ta tu luyện rất là tốt, mà cứ muốn làm phiền sự bình tĩnh của chúng ta. Nhưng tỷ thực sự bình tĩnh hay sao? Lúc đầu khi nhận được tờ cầu hôn của con khỉ thối đó, sau đó còn lén lút sau lưng ta đi tìm hắn nữa. Người đó là ai vậy? Được thôi, muội muốn gây lộn có phải không? Ta thèm mà quan tâm tới muội sao? Ta nói lại lần nữa nha, ta chưa từng thích hắn. Trong lòng ta không có hắn lâu rồi. Ta cũng không muốn tìm con mụ điên đó để hỏi cho rõ nữa. Muốn đi, muội tự đi, ta không đi nữa. Được, tỷ nói đó nha, ta tự đi hỏi. Muội muốn tự đi thì tự đi đi. Ta không có thèm đâu, ta cũng muốn đi. Đứng lại đã. Xuân Tam Thập Nương, Bạch Tinh Tinh. Sư phụ à. Sư phụ. Sư phụ à. Sư phụ, ở bên kia. Sư phụ. Hình như bên đó đó. Sư phụ. Sao mọi người lại tới đây? Sư phụ à, sao người lại ở đây vậy? Thanh Hà đâu rồi? Thanh Hà sư bá đâu? Đúng vậy đó, đều tại tỷ ấy. Nếu không phải tỷ ấy, ta có thể bị nhốt ở đây sao? Sư phụ người yên tâm, bọn con sẽ cứu người ra. Đúng, đây là lỗi của Thanh Hà sư bá, không thể nhốt người ở đây được. Sư phụ à. Không có tác dụng. Chuyện gì vậy? Đây là nơi nào chứ? Ở kia còn một cái nữa kìa, đi thôi. Tuyệt đối không được đi lung tung đó. Đừng đụng vào mấy thứ ở trên tường. Nếu không thì... Nếu không sẽ thế nào? Sẽ bị nhốt ở đây hả? Ở đây cũng không cao mà. Bay ra không phải là xong hay sao? Đi thôi nào. Sư tỷ, tỷ làm gì vậy? Bay không được hả sư phụ? Lục Nhĩ Di Hầu học lén được trận bát quái của Thái Thượng Lão Quân nên bố trí nhà lao này. Vì vậy pháp lực ở đây không có tác dụng đâu. Ở đây có nhiều thứ giống nhau ghê. Có thể bấm không hả? Mọi người không phát hiện ra. Phòng này giống phòng vừa nãy hay sao? Không phải giống nhau đâu, mà chính là phòng vừa nãy đó. Trên tường có tổng cộng 8 ký hiệu. Ta thử từng cái rồi. Tường xoay đi xoay lại vẫn quay lại phòng này. Nhìn đi nào, ở đó còn có ký hiệu nữa đó. Không biết con khỉ thối này rốt cuộc dùng pháp thuật gì mà ta không ra được. Vậy ấn hai cái cùng lúc đi. Thú vị đó. Thì ra là như vậy sao?